hải quân Mỹ khoe mũ lặn công nghệ cao như của Iron Man. Quý vị và các bạn thân mến, hải quân Mỹ đang phát triển một công nghệ rất thú vị, đó chính là chiếc nón lặn công nghệ cao có khả năng giúp các nhiệm vụ dưới nước diễn ra an toàn hơn. Họ gọi thiết bị này là hệ thống tăng cường hiển thị cho người lặn Diver Augmented Vision Display. Nó có một màn hình HD được tích hợp thẳng vào nón lặn của người lính. Cũng như Google Glass, hệ thống này tăng cường thực tại ảo có khả năng hiển thị thông tin trực tiếp theo thời gian thực dựa trên những thứ mà người lặn đang nhìn qua một màn hình trong suốt. Nó có thể hiển thị các biểu đồ, hình ảnh, tin nhắn và thậm chí là cả video. Nó cũng có thể cung cấp thông tin về môi trường xung quanh khi người dùng đang lặn dưới nước bằng cách hiển thị góc nhìn từ trên xuống của vị trí người lặn và khu vực lặn trên màn hình. Điều này rất hữu dụng khi người lặn đang thực hiện nhiệm vụ trong môi trường nước đục rất dễ bị mất phương hướng. Theo như thông cáo báo chí của Hải quân thì hệ thống này sẽ mang đến cho người lặn khả năng như Iron Man. Ông nói thêm, bằng cách tích hợp HUD trực tiếp vào nón lặn thay vì gắn một màn hình vào bên ngoài sẽ mang lại cho người lặn khả năng tương tự như trong phim Iron Man. Dennis Gallagher, kỹ sư của dự án cho biết, bạn sẽ có những thông tin mình cần ngay trong chiếc nón, ông nói thêm. Theo như Hải quân Mỹ, hệ thống này rất hữu ích trong việc xây dựng dưới nước, những nhiệm vụ trục vớt, sửa tàu và trong những nhiệm vụ giải cứu dưới mặt nước. Hải quân đang có kế hoạch kiểm tra DAVD dưới mặt nước vào tháng 10 này và sẽ kiểm tra thực tế vào năm 2017.